Ừ, con khỉ. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với Thảo Chan. Tháng 11 vừa rồi thì tụi mình đã quyết định chơi lớn, đó là tự lái xe lên núi ngắm lá đỏ. Địa điểm mà tụi mình chọn lần này đó là làng cổ Shirakawago, với hơn 100 ngôi nhà có kiến trúc cổ, và cũng là nơi mà những tập truyện Doraemon đầu tiên được viết. Phải mất 7 tiếng lái xe băng ngang qua nước Nhật thì Nghi cũng đã hơi mệt rồi đó. Và khi search trên mạng thì có rất là nhiều cách đi đến làng cổ, như là đi bằng tàu cao tốc Shinkansen nè, hoặc là đi bằng xe bus. Nếu mà các bạn biết lái xe thì tại sao không nhỉ? Ngoài cảnh ở làng cổ thì tụi mình còn lời thêm được cảnh suốt dọc đường đi nữa. Phải nói là đẹp tuyệt vời và xuất sắc. Nhưng mà hãy nhớ cân nhắc trước về mặt thời gian và sức khỏe nhé. Đây sẽ là một trong những trải nghiệm đáng nhớ mà mình muốn chia sẻ đến các bạn. Giờ thì đi thôi. Giờ thì mình cũng đã tới rồi, 9 giờ sáng đi và bây giờ là hơn 4 giờ chiều đã tới. Đây là view từ trên núi nhìn xuống làng nè, đẹp hen. Trời mùa đông thì tối rất là lẻ mà trên núi thì không có đèn đường đâu. Khách sạn mình thì nằm biệt lập so với làng nên nếu mà đi tối thì rất là nguy hiểm. Quay xong cảnh này thì mình sẽ trở về khách sạn luôn và hẹn các bạn vào sáng hôm sau nhé. Thank you.
nè. Đây là khách sạn 3 sao tích hợp suối khoáng nóng, onsen trong nhà vẫn ngoài trời, rất là thích hợp cho những dịp đi nghỉ dưỡng trên núi. Tối qua thì do tụi mình quên đặt ăn tối ở khách sạn nên đã được trải nghiệm cảnh đi kiếm ăn ở một nơi không người và không có ánh đèn đường, rất là kinh dị luôn. Nên mình nghĩ là nếu mà các bạn không có xe tự lái thì hãy nên kiếm nhà nghỉ ngay quanh trong làng thôi nhé. Đây là bữa ăn sáng kiểu Nhật của mình. Mỗi món nhìn có chút chút thôi, nhưng đảm bảo với các bạn là sau khi ăn xong khá là no luôn. Khi mà đi đến những nơi nghỉ dưỡng tắm onsen thì mình đều được phục vụ các bữa ăn kiểu kiểu như thế này nhé. Chỉ là tùy khu nghỉ dưỡng mà các món sẽ khác nhau thôi. Ăn xong thì tụi mình check out ra khỏi khách sạn và bắt đầu lên đường quay lại làng cổ. Ngày thứ hai này thì trời mưa nhẹ, cảnh hơi buồn. Cái không khí và cái cảnh nó kiểu như là nó khác hoàn toàn so với ngày đầu. Người ta nói cái làng cổ này thì đi mùa nào cũng đẹp, còn mình muốn bổ sung thêm đó là ngày nắng cũng đẹp mà ngày mưa cũng đẹp. Đẹp theo kiểu riêng của nó. Nghe nói là cỡ vào tháng 1, tháng 2 có lễ hội thắp đèn, cũng đẹp lắm. Các ngôi nhà trong làng sẽ thắp đèn từ tối đến sáng luôn. Nhưng mà mình tiếc là không sắp xếp được thời gian. Nếu mà các bạn có cơ hội thì sắp xếp đi nha.
trên núi mà ngày hôm qua mình quay. Cứ như là nhờ có trời mưa mà làng cổ được khoác thêm một cái lớp áo mới, khác hẳn so với ngày hôm qua. Mưa xuống thì nhìn thích hơn hẳn thiệt. Giờ thì mình cũng đã vào làng rồi, lúc này thì mới tập tành quay thôi nên không có nhiều góc quay tiếp tiếp cho các bạn coi được. Nhưng mình sẽ cố gắng cải thiện ở những video tiếp theo. Video này nhớ nhấn nút like và đăng ký kênh để ủng hộ mình trong những video sắp tới nhé. Cảm ơn và xin chào.